Trước thực trạng lấn chiếm lòng lề đường làm bãi đậu xe, bán hàng rong tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, công viên Bến Bạch Đằng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh PC08 cho biết, đơn vị đã ra quân phối hợp kiểm tra, xử lý. Cụ thể, đối với hành vi dừng đổ xe ở khu vực công viên Bến Bạch Đằng, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử phạt 1.181 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 413 triệu đồng. Theo đại diện đơn vị này, mặc dù đội cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng và có nhiều nỗ lực lập lại trật tự vỉa hè và lòng đường, nhưng khi không có mặt lực lượng chức năng túc trực thì tình trạng này lại tái diễn. Trong quá trình xử lý các trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường sai quy định, lực lượng chức năng cũng gặp rất nhiều khó khăn về người bán hàng rong không chịu hợp tác, thậm chí còn mắng chửi khi bị nhắc nhở. Theo vị này, bên cạnh việc xử lý các trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường, thành phố cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền đến vận động đến ra quân tuần tra xử lý vi phạm, đồng thời sớm nghiên cứu có phương án đậu xe cho du khách khi tới tham quan, vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu các lực lượng quận huyện về việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực công viên Bến Bạch Đằng, quận 1. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận 1 phối hợp thực hiện ngay các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người dân dừng đổ xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng và khu vực công viên Bến Bạch Đằng. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành khách, phối hợp với địa phương nơi người vi phạm cư trú để tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, có biện pháp quản lý, tạo việc làm ổn định không để người dân tiếp tục vi phạm.